Hello, xin chào bạn nhé. Xin chào bạn theo kênh YouTube và sao channel. Đấy, các bạn đang nhìn trên màn ảnh là một chiếc máy đo huyết áp nhé. Con mẫu này là vừa mới sửa xong cho một bác ấy ở ngoài Hà Nội. Bác ấy xem trên mạng thì bác ấy thấy cái clip mình sửa thì là bác ấy có tháo sửa nhưng mà nó đích được bạn ạ. Thế bác gửi về cho kiểm tra. Thì cái hôm mà sửa thì lại quên mất không quay video, nghe là hôm nay sửa xong rồi mới quay cho bạn xem được quá trình nó chạy làm sao nhé. Về cái thông số chính của máy. Thì đây có cái tờ giấy bác gửi cho này. Đấy, tức là bác này cũng đã xem video hướng dẫn sửa máy ở trên mạng rồi thì xem xong thì có sửa nhưng mà nó chạy bạn ạ. Cũng hàn lại dây tháo ra sửa xiếc nhưng mà nó không chạy. Đấy, là như vậy. Đây. Các cái dòng hôm các bạn mà xem cái video mình sửa máy đo huyết áp thì rất là nhiều. Các cái dòng phổ thông nhưng mà thường thì mọi người hay mua cái dòng màn hình như thế này. Để ở bàn và có một cái máy đo cái bộ đo nó kéo vào tay như này. Ít khi thấy cái dòng mà nó đeo vào cổ tay ấy. Cái dòng ấy bây giờ không được sử dụng nhiều phổ biến nữa mà thường là dùng dòng này. Nhiều người thích hơn. Đấy, các bạn xem nhá. Đây là chiếc này của Omron này, mã của nó là 7200. Khi dùng cái bộ này thì các bạn phải chú ý một cái điều rất là quan trọng ở đây này. Đấy. Cái dòng này thì nó sẽ tích hợp là chạy điện và chạy pin. Ở đây nó có cổng cắm pin này, cắm điện các bạn nhìn này. Đấy, sử dụng cái sạc nhá, cái sạc này đi kèm luôn này. Đấy, sạc này đi kèm. Đấy, sạc của Omron Healthcare luôn này. Euro luôn này, chuẩn của quốc tế luôn này. Cắm sạc đây nhá. Cắm sạc đây nhá. Đây nó có cổng cắm sạc đây này. Đấy, một sạc đây hoặc là dùng qua cái này. Có pin. Nó có hai cách. Nhưng mà thường bộ này thì người ta hay thích dùng pin hơn. Đấy, pin thì các bạn sẽ nắp vào đây. Đóng lại, nhưng mà ông này là ông ấy dùng nhưng mà ông ấy để pin chảy nước này. Đấy, các bạn dùng phải chú ý tuyệt đối nhé, là pin không được để chảy nước, nó dẫn tới hỏng mạch ngay. Đấy, cắm sạc vào đây. Đây, cắm sạc vào đây. Xong. Đấy, cắm sạc vào như thế thì nó sẽ vào ra đây như này. Thì ở đây nó có cái nút hiển thị này. Cái dòng cơ bản nhất thì nó sẽ không có cái đồng hồ giờ này. Nó chỉ có nút bật tắt và nút Mary báo tình trạng thôi. Còn dòng này cao cấp hơn là có cả nút bật tắt luôn. À, có cả nút chỉnh thời gian. Lỗi, sở tu nhé. Ô thôi xong rồi, lỗi cái gì đây? Lỗi 83 như là điện yếu sao ấy. Lỗi báo điện yếu, lỗi 83. Error 83. Vừa mới sửa xong sáng chạy mầm, bây giờ chiều nó báo lỗi bạn ạ. Méo lạ. Đây nha. Để chút xem, nó báo cái gì nào. Memory không chạy này. Khả năng là nó báo này là do nguồn điện rồi. Bây giờ mình sẽ lấy thử pin để lắp cho ông này. Lấy pin lắp thử nhá. Khả năng điện vào cấp của này rồi. Đấy nha các bạn nhá, lắp 4 pin này. Ở đây là sử dụng pin AA nhá, pin 2A. Đấy, gắn vào cho mình như này, đóng nắp. Khởi động. Chạy không ta? Tôi xong. Méo lỗi gì đây? Toi rồi. Còn lại lỗi rồi. Vừa sáng sửa xong bạn ạ. Sáng là bệnh bật nó không lên bạn ạ. Bây giờ là bệnh chuyển sang bệnh là bấm không chạy rồi. Còn nó lại lỗi thì mình sẽ tháo ra cho bạn xem ruột bên trong luôn nhá. Đấy, chạy sáng đo mấy lần rồi, chạy ngon rồi, định bị giả rồi, lại lỗi bạn ạ. Cái đồ này nói chung là cũng phức tạp ghê ấy. Cái lỗi tùm lum này. Đây các bạn, bên trong mạch bên trong nhá. Các bạn sẽ nhìn được mạch bên trong này. Cái chiếc này là bác này bác cái tháo ra và đã mất cả ốc luôn rồi. Hình ra là bên trong nội thất nhìn được luôn. Đây, chính cái phần bên trong này. Đấy nhá, lỗi này thường là lỗi của bơm. Mình phải xem bơm bắt đầu mở. Bơm đang không chạy sao ạ? Xem nào. Lỗi 83. Mạch bên trong còn nguyên. Hoài ghê. Các cái dòng này thì thường là rất là bền, ít khi nó hỏng lắm bạn ạ. Siêu bền luôn rồi. Rồi, sợ lỗi 83 nhỉ.